Phô mai vừa mốc vừa có mùi như tất thối này sao người ta vẫn bán được nhỏ. À? Thế mà ở Hà Nội cháy hàng này nỗi mình phải đi 3 đến 4 cái siêu thị thì còn đúng một hộp duy nhất đây nè. Tiếp tục về thế giới phô mai, chắc chắn bạn sẽ có nhiều dấu chấm hỏi về blue cheese hay được biết tới với cái tên là phô mai mốc cũng giống như đậu phụ thối của Trung Quốc, mắm tôm của Việt Nam thì đây là một loại phô mai mốc với hương vị đặc biệt mà người Pháp rất tự hào. Nhưng sao lại để phô mai mốc mới ăn? Đây là một loại nấm mốc vô hại với sức khỏe, được người ta cấy vào bên trong nhằm đem lại hương vị đặc trưng không thể trộn lẫn cho phô mai xanh blue cheese. Mùi khó ngửi vậy thì ăn sao được? Cái này thì nó sẽ giống như cách chúng ta ngửi xấu riêng vậy. Ai ngửi được thì sẽ thấy vị rất thơm ngậy đặc trưng. Còn nếu không quen thì sẽ ngửi thấy mùi như là tất của ai đó lâu ngày không giặt vậy. Mình và chồng thì thấy nó ngon nhá. Vị khá là mặn nhưng cũng rất là ngậy béo. Ăn cùng với bánh quy hoặc trái cây thì đều ngon. Nhưng mà hôm nay thì sẽ mượn ý tưởng món tráng miệng của Pizza For chia sẻ cho mọi người món kem phô mai bốc, cách ăn siêu ngon với loại phô mai này nhé Chỉ cần đánh bông kem whipping với đường ăn kiêng hoặc là sữa đặc cũng được và thêm một chút phô mai mốc vào trộn đều rồi cất tủ đông là sẽ có một phần kem phô mai mốc thơm ngậy. Nó không giống bất cứ loại kem nào mà bạn từng ăn. Khoảng 70k cho một trải nghiệm vị giác lạ lùng này thì liệu bạn có dám thử không?